Rồi, cài đặt kia. Ghi thì phần cài đặt nó rất là đơn giản, mình cài đặt hiển thị, mình chỉ có mặt đồng hồ, mình chọn những cái mặt đồng hồ, rồi mình chọn luôn mặt đồng hồ thì nó sẽ luôn luôn bật, nó không có tự động tắt, có thể chỉnh độ sáng, rồi có thể chỉnh được phông chữ, cỡ phông. Rồi cài đặt rung, cường độ mạnh hoặc là dài. Rồi cài đặt thiết bị, những hai đầu một chân chính nó sẽ cho mình vào những ứng dụng. Ví dụ như ở đây mình chọn là nhấn hai lần vào trang chính thì nó sẽ vào bản đồ. Rồi thao tác đánh thức. Rồi coi được cuộc gọi. Trả lời bằng giọng nói, ví dụ mình có thể bật lên. Rồi kết nối, mình có kết nối Bluetooth. Rồi mình có kết nối Wi-Fi. Rồi mình có kết nối NFC. Rồi mình có khóa màn hình bằng mã pin hoặc là không có. Rồi mình có nhập bàn phím Samsung, mình cũng có thể cài đặt bàn phím luôn. Chọn ngôn ngữ nhập, rất nhiều ngôn ngữ ha. Kiểm tra cập nhật. Nhập thông minh, tiếng nói văn bản nè. Rồi cái là bàn phím xong. Như hoàn tiết kiệm pin. Rồi phần thông tin ghi, thông tin thiết bị. Rồi phần cài đặt của ghi chỉ có vậy thôi.